Con này tên Tuyết. Phú đâu? Chồng đâu? Con ngồi bên đây, ngồi vợ. Không dạ. Con mời xuống ông kia cơ. Tuổi thân khóc rồi. Đó vợ dậy tí đi. Tuổi thân khóc. Đỡ được không? Con nói lớn không? Đỡ được mà, đỡ ngồi đằng sau đỡ được mà. Ngồi được không? Được. Thôi bình tĩnh đi nha. Để nghe nói chuyện tí. Tuổi thân khóc. Con đừng có chuyện này nói gì. Dạ, xin giới thiệu với toàn với quý thầy, đây là một cô bị bệnh lão, 25 nhà bị bệnh não, dạ. Bị 2 năm rồi. Dạ. Nói tiếp. Thưa chị Trần Dũng với chị T, hôm nay anh Phú với đoàn có đại diện bên anh tỉnh, anh Nguyễn Dũng, trước anh Công Nguyên làm công tác bên tỉnh của Gia Lai, hiện tại chị Lê là hiệu ủy huyện Chư Sê, phó chủ tịch thường trực cùng đoàn. Sau khi mà nghe cái trường hợp của anh Thành giới thiệu cái gia đình của mình, thưa với đoàn là gia đình của em rất là khó khăn, có một ít người biết trường hợp của cô này tên Tiếp, thì cổ bị bệnh, vì nhà đó cũng có nóc hết, giờ phải che ở trên tóc người ta, cho nên là cũng nghe trường hợp đó, cho nên trong cái nhân dịp đây của thầy cũng có cái tư là hiện tại cũng có chứng minh cũng đoàn mình cũng góp được, thì sau này thì khoảng 18 triệu đồng. Con biết là con Trang không? Bây giờ là con ngồi từ cơ sở với con luôn. Đâu bây giờ này thầy cũng phước rồi. Cái đoàn của em thì cũng vận động được nhiều nhà hảo tâm trong toàn tỉnh đấy. Có 18 triệu đây gửi cho gia đình nhé. Rồi tiếp tục đưa cho vợ đi tiếp tục đi điều trị. Thay mặt cái đoàn này chúc cho em phúc nè. Thế là mong mình khỏe mạnh nhé. Tiếng mà chưa tình tình mong hết. Tiếp tục là ổn định cái cuộc sống. Cũng nhân đây cũng cảm ơn chính quyền. Cảm ơn thầy, rất là cảm ơn thầy Phước. Thầy cũng đã phát tâm rồi, cũng ủng hộ được là nhé. Những cái điều mong muốn nhất là đưa đi bệnh viện để mà sáng nay bạn mong muốn được nắm tàu Việt Nam để trở về để mình nữa. Bạn cháu nha. Cố gắng nha. Từ đây chú ơi. Thầy Phước đứng quay lại đây cái. Đây là chị Lê là phó chủ tịch ủy ban dân huyện Chư Sê của mình đấy. Hôm nay cũng đi thăm đồng bào đây bị Covid-19 đấy. Đây là cũng nhân đây thầy tâm anh em đấy là góp vào cũng đi thăm luôn. Thầy còn nguyện rồi sẽ hết bệnh nhân thôi nhá. Cho nên yên tâm điều trị nhá. Bây giờ thầy cho ý kiến gì thêm nữa dạ, thầy cho thầy con ngắn rồi, gia đình mà làm sao cố gắng. Thầy, nhưng mà thay mặt mình cũng vừa đây là thay mặt gia đình cảm ơn thầy. Thầy rất là quan tâm đến những người dân đó. Song sát thế này. Con là con của bố mẹ đây hả? Ba cháu hả? Hai. Hai cháu. Cháu hai thằng cùng. Còn bé anh bên nhà. Con bé ở cháu.
Nhà đây là anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chê tám mới rồi. Anh Phúc. Nhá, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu ở. Dạ. 35. Vợ bao nhiêu tuổi rồi? Cháu là 30. Là cũng ba mấy? Vợ 30. 30 tuổi. Ở Đồng Nai ra đã được mấy năm? 2 năm. Hơn 1 năm đó. Vì cụ thể là bị bệnh gì? Virus não. Virus viêm cầu não hay là sao? Không, virus não. Virus não thôi. Đến Đồng Nai luôn. Thế theo ai đi với cùng ai ra đây biết được không rồi đó? Đưa đây. Ông bây giờ đưa lên đây. Ông bây giờ thì còn ở đây không? Ông già đang làm Sài Gòn. Thế thì với ai lên? Cũng đưa lên thôi, ông về ạ? Không, bây giờ chỉ có cái tay là cái nhỏ, đừng có bay mắt. Ông già ở Sài Gòn. Thế chỉ có hai người chồng ở đây thôi, có bà con anh em gì đây đưa lên đâu? Bà già ở bên đây. Là ai? Bà già. À, bà già. Anh Hoa tên đầy đủ là gì ạ? Lý Thành Phú. Lý Thành Phú. Thành Phú. Anh lên đây được lâu chưa? Để em hỏi tí. Hoa. Anh ấy Phú lên đây đâu chưa? Người mấy năm? Từ năm nào? Người Hoa đây. Cháu nhỏ chắc 9 tuổi hơn 15 năm hơn rồi. Nhưng mà còn gắt mới vào Đồng Nai chứ, cháu có tí dân tộc một kia chứ. Cháu bị tai nạn cả năm mà. Cháu cũng bị tai nạn hả? Dạ. Anh này vẫn là dân tộc Kinh phải không? Không. Hay là dân tộc Hoa. Dân tộc Hoa. À, dân tộc Hoa phải không? Hoa. Đồng Nai. Gốc Hoa người Trung Quốc là người bác ai? Bỏ bà mẹ lên nhá. Mắt. Đó. 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 Đó.